Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, ở phần 2 này như chúng ta đã nghe ở phần đầu, cô Nhung Nguyễn đã nói những cái suy nghĩ của mình về, mình cứ tạm gọi là người Anh đi, anh Phương Đông Tùng, một Việt Kiều ở Mỹ về qua nhiều cái thăng trầm ở nước ngoài và anh muốn mang một cái giá trị kinh tế nào đó cho Việt Nam. Và cái hạt đậu tương đen là cái câu chuyện mà anh đã đam mê và có thể nói là chúng tôi cũng bị cuốn hút theo cái câu chuyện của anh Tùng cũng như là cô Nhung. Xin ở phần 2 này chúng ta sẽ đi vào cái phần mà nó ít nhất nó có một cái chút kết quả gì đó về cái sản phẩm của cái cây đỗ tương đen phải không cô Nhung? Xin mời cô ạ. Bây giờ thì em cũng xin nói luôn là ở vấn đề về cái cây đậu đàn này thì tụi em đã trồng tốt lắm rồi, kinh nghiệm cũng đã nắm vững rồi. Và tụi em chỉ có mong muốn rằng là cái hạt đậu đàn đen này anh Tùng xuất được và sản xuất được. Thì anh Tùng cũng đã sản xuất ra được là 10.000 lon. Nhưng mà thực sự mà nói thì em nghĩ là anh Tùng anh cũng có khó khăn gì trong đó, nhưng mà em chưa biết. Tại vì em cũng không đi sâu về vấn đề về tài chính và của anh Tùng. Cho nên là Nhung chỉ ở vào này là Nhung chỉ có anh Tùng yêu cầu nhưng mà trồng thì Nhung sẽ trồng thôi. Còn vấn đề về sản xuất thì anh Tùng là người vừa khổ lắm, ở Sài Gòn giờ cứ đi tìm cái đầu ra, rồi đi tìm sản xuất, rồi tìm kỹ thuật, rồi kỹ thuật và sản xuất chế biến á, chế biến là sữa, vất vả lắm. Anh cũng nói là có vất vả cửa nào anh cũng phải cho ra được trong cái năm này, vì cái ước nguyện của anh nó nung nóng lâu quá rồi. Qua hai mùa dịch, đúng ra là tại sao chuẩn bị ra bây giờ cũng có mấy chục tấn ở Long An đấy, nhưng mà là cũng đã làm được đâu, anh Tùng vẫn bỏ ở trong đó. Và bây giờ anh Tùng lại bắt buộc bây giờ là tụi em chuẩn bị thâu ở Bình Định nữa, mấy chục tấn Bình Định nữa. Anh Tùng cũng không biết làm gì cái hạt đậu nằm này ở Bình Định đây, vì chưa sản xuất thì cái đậu này á, là nếu cái chất của trong đậu nành này nó nhiều chất lắm, cho nên sâu dễ nó thích ăn lắm. Anh mà đậu nành mà anh Tùng mà không có cái kho mà để mà bảo quản kho lạnh á, bảo quản á là nó sẽ bị mọt ngay. Mà ăn nhanh lắm vì nó có chất dầu mà nó hở ra là nó ăn liền. Cho nên là Nhung quản lý về vấn đề về giống rất là chu toàn cho anh Tùng. Một số năm đó Nhung lựa rất là cẩn thận để Nhung cất lại, Nhung lưu lại nhưng không để nó đứt. Cho nên là còn cái mà vấn đề anh Tùng sản xuất sữa thì anh Tùng mà nói là cố gắng trong năm này anh Tùng sẽ tìm kiếm được đối tác. Anh cũng tìm kiếm nhiều lắm, nhiều đối tác, nhưng mà thực sự đối tác họ cứ đi vô là lấy cái quyền lợi gì, cái quyền lợi là trước. Họ không có nghĩ được anh Tùng duy trì bao nhiêu năm nay, anh trồng rồi anh phải đổ đi, anh bỏ đi đó, thì anh Tùng lại không có còn đối tác nữa, lại tìm tiếp. Em thấy chắc cũng nhiều đối tác lắm rồi mà em chưa thấy mặt thôi. Thì em có nghe anh Tùng điện và tâm sự thì anh cũng tìm nhiều đối tác nhưng mà nó cũng không có hợp với mình lắm, không cùng hướng đi với mình. Cho nên là anh cố gắng sẽ tìm một nhà đầu tư, một nhà đối tác nào mà hiểu được mình, tâm huyết được như mình, vì gì, vì dân hay là vì riêng mình hay vì cho mình. Anh sẽ cố gắng anh tìm rồi để có mà mình đi ra. Thì em cũng trong phóng sự ngày hôm nay em cũng mong rằng tất cả những cái tuyến trên, tất cả các khối lãnh đạo, tất cả các truyền thông truyền hình hãy giúp đỡ cho anh Tùng cũng như giúp đỡ cho em và dân. Tại vì em cũng là dân thôi, em là thực sự đã anh Tùng anh quý em, anh đưa em vào là một cộng sự của anh rất là cao, chứ thực ra em cũng là một nhân công thôi. Hoàn toàn anh Tùng hết cả, anh Tùng khổ cực cũng nhiều lắm, không ít gì đâu, anh Tùng cực lắm. Không bao giờ anh Tùng không suy nghĩ về cho cuộc sống của em, cuộc sống của những người cùng làm với em. Có bao nhiêu nhân công mà hiện nay đang cùng làm với anh Tùng? Dạ, là 3 nhân công. Em là 1, bạn kỹ thuật là 2, bạn kỹ thuật ở Bình Định là 3 nhân công. Chỉ có tóm tắt 3 nhân công thôi với anh Tùng đó, nhưng thế là vất vả lắm. Mà anh em chúng em á là nói bây giờ là anh Tùng mình quá khổ rồi,
Thì tụi mình bây giờ mình làm thực sự với anh là tụi em làm thôi đừng lấy lương, làm không đi, chứ bây giờ mình lấy lương anh Tùng đâu mà trả. Thật sự mà mình có công việc mình bây giờ mình làm cũng không có nhiều, mình đi triển khai rồi mình chỉ có đôn đốc thì thôi, cái việc phụ của mình cứ làm, còn việc đó cũng là việc chính. Nhưng bây giờ mình việc phụ là mình kiếm kế mưu sinh của mình hàng ngày với đã, rồi rồi một ngày nào Nhung tin rằng, tại vì cái hướng đây anh Tùng kêu về dạy Nhung sai, thì chắc chắn một điều là ánh sáng nó sẽ ở phía trước, mình sẽ được những ngày mà mình cho đi, mình sẽ nhận lại, mình cho đi cái gì đâu, cái công của mình nó không có lớn lao gì hết á. Nhưng sợ nhất là tài chính của anh Tùng mà nó đứt, nó hết, cũng như là hết máu, nó không đưa về tim mạch là coi như anh hết đường là mình cũng hết đường luôn, mình cũng có việc để mình làm, mình không có cuộc sống duy trì nó lâu dài hơn, cũng như bao nhiêu người dân, cũng như bạn của Nhung làm nông nghiệp đứt mất, không có hướng đi nữa. Nhung rất rất là lo điều này, thật sự mình Nhung lo nhất là anh Tùng không còn hơi thở để đi nữa, rồi anh Tùng bỏ cuộc, thì lúc đó Nhung lại tìm lại cuộc sống khác, rồi lại tìm một cái việc mới nữa. Đó là ước nguyện của Nhung nói, chứ anh Tùng chưa hề Tùng nói. Anh Tùng vẫn nói một câu là tao không để tụi bay tiền, cho dù một ngày nào tụi bay cùng đi với tao, tao cũng không để nợ tụi bay một ngày. Đó là cái phương châm của anh Tùng. Mà tụi Nhung thì không. Cô Nhung có thể nói một chút những cái sản phẩm sữa hiện nay mà bên công ty đang chuẩn bị ra mẫu nó như thế nào? À, có nghĩa là công ty ra được 3 sản phẩm. Ba sản phẩm là đậu nành đen nguyên chất và đậu nành chuối, đậu nành đậu xanh. Thì có một lần Nhung đã đi uống đậu nành nấu rồi, là thử thử nghiệm á, là Nhung vào Long An, Nhung có uống rất là ngon. Anh cứ tự nghĩ, tại hồi giờ em chưa có biết là uống ngon như vậy đâu, là vì là em uống cà phê ở Gia Lai, cà phê mà tác phẩm á, anh uống nó rất là khó chịu. Anh uống anh cái vị mà anh ăn chè mà phải dầu chuối á, là nó nồng, mà nó nồng mà nó cái mùi khó chịu lắm. Thì cái cà phê mà không bỏ một cái gì ra, không anh ép lên anh uống, rồi anh pha uống thì cái mùi nó thơm như vậy. Thì đậu nành cũng như vậy. Thì đậu nành em không biết, nếu mà em uống đậu nành này thì em thấy nó giống như cái cà phê mà không có phải pha, giống như bỏ mấy cái vị. Tại vì em không có kỹ thuật như bên đó, em không có nói được, em chỉ biết trồng thôi. Nhưng mà em uống trong cái cảm giác của em á, là em nói là cái này uống nó nguyên chất mà nó không có bị hôi hôi kiểu dầu chuối, hoặc cái hôi cái dầu dầu phụ gia đó, mấy cái phụ gia là mùi mùi vị rồi đó. Thì em có uống một lần rồi thấy mấy cái flavor, mấy cái mùi này mùi kia đó. Và dạ dạ dạ, thì anh Tùng á là anh muốn cho mọi người uống hết, anh muốn cho công bằng, người trên người dưới. Nhưng mà nó đặc biệt là nó rất là dễ uống và nó có bổ này đương nhiên rồi, nhưng mà nó dễ uống phải không ạ? Dễ uống. Còn một cái này nữa nè anh nè, em quên nói, bởi vì nó nhiều quá, trong một cái quy trình, một quá trình trong cái thời gian nó dài quá, rồi cuộc sống nó nhiều quá em cũng quên đi. Đồng đồ anh điện em, anh hỏi em cũng thực sự em nói đây là cảm tính em nó nhớ sao em nói vậy thôi. Chứ thực ra nó nhiều quá đi, với kỷ niệm với anh Tùng em không nhớ hết, để kể anh luôn, nhiều lắm. Thỉnh thoảng anh nhớ đâu, nếu anh có thỉnh thoảng điện em nhớ đâu thì em kể hết, chứ còn em không nhớ hết. Là có một cái chị ở Tây Ninh, chị bị ung thư, anh Tùng nói ung thư cái vòm cỏ ở cổ nè. Thì ảnh mới kêu em là gửi một ít đậu nành đen vào cho chị nó uống, mà chị nó uống đại loại là chị không nghĩ là đậu nành đen này là hết bệnh, đại loại là nó giảm cái đau, nó giảm đau và nó không có bị nặng hơn như mấy hồi. Thì anh Tùng nói Nhung ơi, tao xác định rồi, cái chị này tao đã để ý, mà chính chị nói với tao là chỉ đi trị bệnh, nhưng mà là nó vẫn mệt mỏi, nó cũng đau đớn lắm. Từ lúc mà uống cái duy trì đậu nành đen của mình á, chưa hết anh, còn nữa, một cái cô ở Gia Lai em, bây giờ cô đã mất, nhưng mà vì thật sự ra là cô mất vì sốc thuốc thôi. Thì cô mới uống đậu nành đen của bên công ty em, là em mới nói là giờ cô à, cô là bên bác sĩ, tại cô là phó giám đốc bệnh viện thành phố, trưởng cái khoa dược sĩ á, em lựa những cái cô mà biết rồi em cho uống, cho em cũng sợ những người bình thường họ cũng không biết là cái chất nó tốt như thế nào, và như em cũng chưa biết thì em cũng không có đưa đâu. Thì em mới lựa mấy cái cô mà uống rành á, cổ làm bệnh viện rồi cổ làm cái gì đó là cổ biết về một chút về dược, thì em đưa cổ uống á. Cổ nói là Nhung, đậu nành đen này tốt lắm Nhung, tốt lắm, rất là tốt. Và cổ kêu là rất là tốt, cô nói vậy là con biết. Mà cổ làm cái đậu nành đen mà cổ làm như giá nó nảy mầm lên á, tốt lắm.
thật sự ra cổ nói cái này là rất là tốt mà cổ uống cổ biết, cái giờ em cũng không biết tốt như thế nào. Thật sự là bây giờ em cũng nói khách quan luôn, mình không thể nói hơn mà nói kém hơn được, thì mình biết sao mình phải nói vậy thôi. Thì em cũng không biết tốt như thế nào, qua cái kiểm nghiệm á, em đi kiểm nghiệm á, đi kiểm định á, là nó nói là có omega là có protein nè, có đạm nè, có sắt nè, nói chung là các chất xơ nè, em thấy coi có hết. Nhưng mà là em không phải là chuyên môn nên em không biết mấy cái chuyện đó. Nhưng mà qua những cái cô mà em cho uống á, là cô kêu á là cho cô với hay bán cho cô, thì em mới nói là chỉ cần cô nói một cái câu là cô gật đầu là nó đã đạt được và cô uống cô thấy khỏe thì con sẽ cấp cho cô, mà có thể là con sẽ xin công ty cấp cho cô trọn đời. Cô uống á để cô hết bệnh là cô sẽ cấp cho cô trọn đời. Rồi là một bạn em nữa, là cái bạn đó là bạn rất là lớn, làm lớn ở Gia Lai, thì bạn đó cũng bị bệnh, nó có tìm hiểu qua đầu thằng đen, nó trực tiếp mới gọi cho em là nói là Dung ơi, mình thấy đầu thằng đen rất tốt, bạn có thể cho một ít để uống được không? À, em mới hỏi là vì sao, thì bạn nó nói là tao bị ung thư. Mày có thể tao tao coi trên mạng là tao thấy đậu nành đen, và tao thấy mày 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 mày, mày up mấy cái clip mày làm đậu nành đen á, thì mày cho tao ít được không? Em kêu nhất trí thôi, nói chung bán là em không bán, thật sự bán là em không bán, nó không đáng bao nhiêu hết. Ví dụ như mà ai muốn bán thì em sẽ bán, nhưng mà họ họ bị bệnh là họ xin là em sẵn sàng, em sẽ cắt hết. Xong rồi cái ok, à, em mới nói sếp em một câu là sếp ơi, có những người mà họ muốn thử đậu nành đen, em xin sếp một ít để em gửi cho các bạn đó để uống, rồi mình hỏi cái đậu nành đen mình nó tốt không nha sếp. Thì anh mới nói là ok Nhung. Thì lúc đó Nhung luôn luôn Nhung hay hỏi ý kiến anh lắm, Nhung không có tự quyền, bởi vì cái gì cái anh quá cực khổ rồi, bản thân Nhung có đâu phải là của Nhung đâu mà Nhung tự quyền, cho nên là Nhung phải xin qua ảnh. Thì ảnh ok cái là Nhung vậy lại gửi cho bạn em uống. Thì bạn nói là Nhung ơi, đậu nành đen này á tốt lắm, mày uống đi, tại vì Nhung cũng bị bệnh mà, Nhung cũng bị bệnh thì nó mày uống đi Uống đi là như tốt thế nào? Tức là mình về mình rang nó lên xong mình uống hay sao cô Nhung? nấu trực tiếp nấu như sữa đậu nành vậy đó À, anh Trường. xong rồi xay nó ra hả? Mày mua cái máy đậu nành mày bỏ vô mày nấu bình thường thôi, là mày uống cả sát cả nước luôn nó mới tốt. Mà thật sự ra chắc nói như thế này thì cũng chưa có thể biết được hết, nhưng mà nếu như một ngày nào, một dịp nào mà em có thể gửi cho anh đậu nành anh uống thử, rồi anh mới từ mình cảm giác anh sẽ nói với truyền hình rằng là tôi đã uống rồi. Chứ bây giờ em nói như Trường Nhưng ra mà thì khi mình có xay ai nghe ra không? thì là nó cũng màu đen, nó giống như mè đen á hả cô Nhung? Dạ, nó xám xám, nó đen đen xám xám, nó không như đậu nành trắng kia mà nó lại đen 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 xám xám, Tại vì nó có nó cái giống vỏ như màu sữa đen đúng mè không? Ừ, đen. Dạ cho nên là xay nó và xám cái vỏ, xám. Cái ruột dạ nó cái bên vỏ trong nó cái màu vỏ đen giống luôn hay là màu nó giống như đậu đen á hả? cái bên trong nó là màu vàng anh. À màu vàng. Nó chỉ có cái Dạ vỏ và đen thôi. dạ ở ở ngoài thì nó màu đen, nhưng mà cái vỏ màu đen mới là cái bạn mà bên di truyền á, bạn nói là tốt hay không là ở cái vỏ. Mà khi mình uống á là nó có một cái vị chát, Chá. cái vị chát này là cái vỏ đấy, từ cái vỏ ra. Mà cái vỏ là cái chất chất trị ung thư á, trị ung thư á, giảm đau đồ đần nhiều nhất trong cái vỏ này này chị Nhung à, là cái bạn ở bên viện di truyền nó nói với em như vậy. Vậy là cái Và em sản cứ hỏi phẩm mà ba cái sản phẩm của công ty của anh Phương Đông Tùng với lại cô Nhung là làm ra là sữa sữa của cái chất đấy. Tức là cái dạ hạt đậu đúng đen rồi, xay ra thành sữa. dạ Cho đường vào cho nó ngọt ngọt để dễ uống đúng không ạ? dạ đúng rồi anh. À thế rồi mình thấy cái bìa của những cái sản phẩm mình thấy nó là như là có cái gì đó nhỉ, tức là nó có cái vị gì thêm nữa sao á, ngoài cái đỗ tương đen này, Dạ, có vị chuối, có vị đậu chuối, xanh. vị chuối, vị đậu Dạ. xanh, cái đó Dạ. là nó cộng thêm vào. Dạ. À Làm cho nó uống cho nó, nói chung là mọi người thích được mọi vị uống cái hương để vị thay nó đổi. thay đổi Dạ. cái khẩu vị cho nó uống nó dễ uống hơn. Dạ. Bây giờ mình lại trở lại cái câu chuyện anh Phương Đông Tùng với cái sự mà mong muốn cái những đối tác mà giống như câu chuyện tôi có trao đổi với anh là phải có cái đạo đức nghề nghiệp và lấy cái giá trị của Việt Nam mình hơn là vấn đề lợi nhuận. Và tôi cũng được biết là anh Phương Đông Tùng là một Phật tử, cho nên là qua những cái lời kể của cô Nhung cũng thấy là anh cái tính cách của anh, nhân cách của anh nó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người cộng sự xung quanh, trong đó có cô Nhung phải không ạ? Và
Cô thì cô thấy rằng tôi được biết là anh Tùng là dành hết cho cái sự nghiệp đi về Việt Nam trong 3 năm qua cũng rất là vất vả. Và anh mình hỏi bên lề là bên 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 anh đã quen với cuộc sống ở Việt Nam chưa? Anh có làm quen và có bình thường không hay là có những cái khó khăn gì không trong cuộc sống? Dạ, thì em cũng có biết là anh Tùng cũng đã quen cuộc sống Việt Nam, nhưng anh Tùng cũng có một người bạn bên Mỹ, và chị đó là chị bạn, nói chung em biết là chắc là chị bạn gái ảnh, Đúng rồi, bởi vì em cũng từng làm việc với chị cũng rất là tốt và dễ thương lắm. Chị cũng muốn đầu tư về cho anh Tùng. Nói chung là hướng đi của chị này là chỉ làm, cứ nghĩ là giống như là một cái chợ rất lớn bên Mỹ á. à Theo anh theo chưa có em một được nghe dạ là chỉ có một cái chợ rất lớn là cho những cái người châu Á vô thuê vô bán một cái chợ đó. Á Và Đông ở bên đấy nhà dạ, theo em đã từng nói chuyện và em từng làm việc và em từng biết như vậy, thì biết là qua chị đã kể và qua anh Tùng nói, qua một cái người bạn nữa, thì anh Tùng cũng mong chờ là chị đã về cũng để giúp anh Tùng để mà phát triển cho nó nhanh lên, bởi vì anh Tùng cũng đã nôn nóng lâu lắm rồi. Nhưng mà giờ thì dịch đây chị đã không về được, và sự phát triển của anh Tùng nó cũng hạn 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 chế, nó chậm lại. Nhưng mà vẫn là trong cái việc là đã tìm những cái vùng đất, không biết là bên công ty có nghĩ đến cái việc là thử nghiệm mà ở những cái vùng đất xa hơn giống như ngoài miền Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc không? Mình có nghe nói là anh Có, Tùng ở bên Vĩnh Phúc có rồi đúng không chị? đó là ước nguyện của anh Tùng á. Anh Tùng là muốn phát triển ngoài Bắc, vì anh Tùng anh nói rằng là anh có một người mẹ ở ngoài Bắc, anh cũng muốn làm ngoài Bắc, với lại là anh cũng muốn là cái hạt giống này, anh Tùng rất là người biết ơn, anh sống là hoàn toàn cái từ biết ơn của anh rất là cao, là anh biết ai là người sinh ra cái hạt giống này. Anh hay dạy em làm gì thì làm, anh cũng phải phát triển ngoài Bắc bắt buộc, vì công lao của các anh ở ngoài viện không có nhỏ, cho nên là anh muốn làm ở đó để cho lưu lại cái hạt này là do ai làm ra ở ngoài Bắc, thì chắc chắn anh Tùng có sẽ làm. Nhưng mà vì bây giờ cái đường đi của anh Tùng nó cũng bị hơi hơi bị chậm, cũng chậm chốt, khó đi, nên anh chưa có thể tung ra tới ngoài Bắc được anh. Chứ nếu mà tháo chốt là cũng như tháo dịch là anh cũng đi luôn á, là anh cũng muốn trồng ngoài Bắc rồi. Ông Tùng ông đã được tiêm COVID chưa? Vaccine chưa? Anh Tùng tiêm 2 mũi rồi, hai 2 mũi mũi rồi. rồi. Tình hình này bây giờ là chắc là dịch nó cũng sẽ được ổn định rồi, cái việc đi lại là ngày càng dễ hơn, nhất là những người mà đã sau khi vaccine 2 mũi xong như anh Tùng thì và anh Tùng cũng đã hứa với lại tôi, tức là cũng sẽ ra Bắc để gặp gỡ. Và ngược lại tôi cũng rất là mong muốn có dịp để vô trong miền Nam. À, đến Long An, đến Kon Tum phải không ạ? Gia Lai ạ? Dạ, Gia Lai, À, Gia Gia Lai. Lai, Gia Lai để mà xem những cái cánh đồng anh Tùng. Vậy là những cái cánh đồng đó hiện nay là vẫn tiếp tục trồng cho những cái mùa này hay sao chị? Dạ, mùa này thì em sẽ không trồng ở Gia Lai và Đắk Nông nữa, là em sẽ trồng Bình Định, bởi vì là anh Tùng chưa có ra thị trường được, cho nên em không thể triển khai được, và em chỉ có trồng 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 lại ở Bình Định thôi. Tức Trồng là vừa phải chứ không trồng lớn được, trồng tức lớn là là mình em đã sẽ hiểu bị thua. rồi, tức là mình qua những cái vụ mình đã hiểu được cái giá trị trồng của ở nơi nào tốt rồi, mình đạt được rồi, mình được trải nghiệm qua rồi. Và nhưng mà cái vấn đề là trồng như thế thì đến những nó một cái cây đỗ tương đen ở Việt Nam như anh Tùng mới nói là trồng được 3 mùa đúng không chị? Không cô Dạ Nhung, 3 mùa, 3 mùa dạ luôn. 3 mùa, 3 mùa luôn, nó À. rất dễ trồng. Hả? Cái quan trọng là mình trồng mùa nào để nó giảm được cái chi phí, À, cái lợi nhuận mùa cao, nào thì đạt được cái năng suất cao nhất? cứ lấy được cái mùa nước mà nước trời là nó năng suất nó cao luôn, là giảm chi phí tiền điện tiền nước tưới là nó giảm thôi. Thì nó giảm tiền điện thì ví dụ như 1 hectare thì 4 triệu tiền điện, thì anh chỉ mất có 1 triệu tiền sấy thôi, tiền sấy hạt đó. Mình mùa mưa mà mình thâu hạt mình không phơi được thì mình sấy, thì mình có mất được có 1 triệu à. Cho nên là mùa mưa lúc nào làm nó cũng đạt hơn. Tức là trồng ở đâu thì mình phải có một cái nhà máy hoặc là có một cái kho để bảo quản đúng không cô Nhung? Dạ, đúng rồi anh. Nói chung bây giờ là em vẫn đưa về Gia Lai, Tức là chuyển tất hết cả thu trong hoạch em là đưa về Gia trở Lai. về đem về Gia Lai để bảo quản. Em Vâng. coi nó dễ hơn, tiện tiện em không phải thuê người mướn người, sẵn đây em ở đây để em coi luôn. Thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, câu chuyện với lại cô Nguyễn Nhung, trợ lý của anh Phương Đông Tùng, nói về cây
đậu đỗ tương đen, như người miền Bắc nói là đỗ tương nhưng mà ở trong miền Nam gọi là đậu nành đen. Và cái sản phẩm như chúng ta biết là nếu mà quý vị tìm hiểu ở trên mạng thì thấy rằng cái cây đỗ tương đen hay là đỗ đậu nành đen này là như gọi là kim cương đen. Và giống như những người Hàn Quốc và Trung Quốc nói rằng là người Việt Nam của chúng ta đang ở trên một cái gọi là một cái vườn thực vật, một vườn cây thuốc tuyệt vời mà chúng ta chưa triển khai đại trà, thì anh Phương Đông Tùng, một kiều bào của chúng ta trong vòng 3 năm qua đã về Việt Nam làm việc với lại Viện Di truyền và có thể xin được cấp phép để trồng đại trà. Và như câu chuyện của cô Nhung cũng giống như là anh Tùng cho biết là hiện nay là nhiều vùng đất ở trong miền Nam ra ngoài tới Quy Nhơn, Bình Định phải không ạ, đã trồng được cái cây này và đã hiểu được cái năng suất của mỗi nơi rất là tốt. Chúng tôi cũng phải gọi là rất là vui mừng khi có những cái người ở xa, những người con xa quê hương đất nước như là anh Phương Đông Tùng rất là tâm huyết, nhiệt huyết và mang cái giá trị kinh tế về cho Việt Nam. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng rất là cảm động khi được nghe cô Nhung Nguyễn cũng là một cái người thấu hiểu được tình cảm của anh Tùng và thấy được cái nhiệt huyết đó và cũng đã góp phần gần như là cái bước đầu đầy cái sự khó khăn này. Tôi cũng được biết là anh Tùng nói là cũng chưa trả cái đồng lương một đồng nào cho cô Nhung, nhưng mà vì cái điều gì mà cô Nhung là đã được thuyết phục thì chắc quý vị nghe qua câu chuyện thì cũng thấy được cái một cái con người chân thành như anh Tùng cũng đã cảm động được nhiều người. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng qua cái câu chuyện của chúng tôi ngày hôm qua hôm kia với anh Tùng và hôm nay với cô Nhung thì những đối tác có tấm lòng chân thành, có đạo đức nghề nghiệp và có được cái sự tận tâm cũng sẽ góp tay để cho anh Tùng có thêm động lực và cũng giống như công ty của anh có thêm được cái điều mà tốt đẹp, mang một cái giá trị hết sức là tốt đẹp cho nông nghiệp Việt Nam nói riêng và cho cái chất dinh dưỡng ở qua cái hạt đậu này thì vô cùng quý giá. Một lần nữa quý vị có thể là tham khảo ở trên mạng để thấy được, cứ đánh vào cái Google để thấy là cái giá trị dinh dưỡng của đỗ tương đen là nó như thế nào. Đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn. Xin cô Nhung có thể nói một chút thêm một chút cái lời gọi là tâm tình từ đáy lòng với anh Tùng cũng giống như là kêu gọi cái sự khán giả hợp tác với anh Tùng ở những nhiều cái phương diện khác nhau. Xin mời cô Nhung ạ. Thực sự hôm nay em cũng xin nhờ trước ống kính của Việt Nam Today em xin nói một cái lời như thế này với anh Tùng, là trong lòng của Nhung á, anh Tùng như một người anh, như một người thầy, một người lãnh đạo, một người sếp của em á. Mà hơn hơn nữa em không nói được, bởi vì anh Tùng không phải phải trả lương cho Nhung hay là cho tiền Nhung, anh Tùng giáo dục Nhung một cái hướng đi mà Nhung thay đổi một cái con buôn, anh biết là con buôn khó nói lắm, mà chuyển sang một cái ngành nông nghiệp mà để một con người làm đúng khó nói nữa, nói bây giờ cũng khó lắm, nhưng mọi lúc mọi nơi anh Tùng đều ngồi lại dạy Nhung, giáo dục Nhung làm sao cho đúng, làm sao mà mình đi cho nó không bị có một cái gì cản trở mình, là chỉ có làm đúng mà thôi. Cho nên ngay lời Nhung nói ngày hôm nay, Nhung thay mặt bên kênh Việt Nam Today, Nhung rất cảm ơn anh Tùng đã đem lại cho Nhung một cái đạo đức của một con người. Ít ra Nhung học được một hai, cho dù là Nhung có xấu cỡ nào không biết, nhưng mà Nhung học được anh Tùng được một được hai là cái quý của Nhung rồi. Nhung đã thay đổi được mình là cũng quý rồi. Và Nhung cũng mong các cấp lãnh đạo, các anh chị ở xa, các nhà doanh nghiệp ở xa giúp cho anh Tùng để cho cái hạt đậu nành đen này nó phát triển và nó có cái đường để đi thoát thoát khỏi cảnh mà ứ đọng lại đã lâu nay, 3 năm nay anh Tùng chưa chưa làm được. Thì em cũng nhờ tất cả mọi người Việt Nam hoặc là xa hơn nữa giúp cho anh Tùng cũng như giúp cho dân cũng như giúp cho Nhung có cuộc sống ổn định hơn, không phải lo lắng là làm cái này bán cho ai, cũng như cái mặt hàng khác thì làm cái này rồi bán cho ai, rồi để đi đâu. Bởi vì Nhung cũng lớn tuổi, thật sự em cũng lớn tuổi lắm, tính ra thì không lớn lắm, là 45 thì cũng gần gần lớn rồi, mà em mà lặp lại một cái công việc mới nữa thì thật sự đó là một cái quá trình rất là khó khăn cho Nhung, cũng như những người dân bây giờ, cũng như người lớn hơn Nhung nữa, 60 70 cũng có làm mà cũng chưa thoát được cái cảnh nghèo. Cái từ nghèo thì không phải nói là, nói chung là không có đói,
không có, nó đói mà chết, nghèo mà chết, nhưng mà nó vất vả, làm mãi là không thoát được cái cảnh này. Mà nó mình nhìn những cái doanh nghiệp sao họ nhiều tiền quá vậy, đại loại như vậy đó, mình nhìn cái cảnh như vậy á, nhìn chút sao mình không thoát được cái cảnh này, lúc nào mình làm cũng bán được, sao họ làm sao mà họ cứ xuất khẩu rồi họ bán sao mà ào ào qua cửa khẩu, mà sao mình làm hoài cách nào mình làm được vậy. Đấy là em muốn muốn nói câu nói này, là nói chung là từ khi Nhung biết buôn bán là 18 tuổi, Nhung buôn cửa khẩu ở Đức Cơ, Nhung làm nông sản rất là nhiều, nhưng mà đến giờ phút này Nhung gặp được anh Tùng, đó là bước chân Nhung dừng lại, vì anh Tùng dạy cho Nhung nhiều lắm, dạy cho Nhung, huấn luyện cho Nhung, để cho Nhung huấn luyện lại những người dưới Nhung, trong đó có con cái của Nhung và gia đình của Nhung, làm sao cho đúng để đi cho nó được, không có bị cản trở, đi ra không bị cản trở là phải làm đúng, chỉ cần làm sai một chút thôi tất cả đều rắc rối hết. Cho nên đã Nhung đã lâu rồi, lâu lắm rồi Nhung đã từng rắc rối, anh Tùng hiểu được cuộc đời của Nhung và cuộc sống của Nhung rắc rối, trong cái Nhung đang ở tỉnh Gia Lai và trong cuộc sống của Nhung, Nhung rắc rối cỡ nào, thì anh Tùng nói một câu thôi mà Nhung cảm thấy lòng Nhung nó cũng đỡ lắm. Mày nên nhớ nè, mày sống ở trên đời này để làm cái gì, mày ăn á thì nó ra ngoài kia, mày làm cái gì để trước khi mày chết, mày nhớ tao nhắc câu này thôi, chứ tao không dạy mày được hơn nữa, nói hơn nữa, mày đừng buồn, đừng phiền, đừng gì hết, mày vậy là may mắn rồi. Thì anh nói em vậy thì thật ra anh Tùng, nhân ngày hôm nay em được nói chuyện trên kênh Today, Việt Nam Today, em rất thêm một lần rất nữa cảm ơn anh Tùng đã cho em giá trị sống của con người, sống để làm gì và sống để như làm gì rồi được sống như thế nào, thì anh Tùng đã cho em. Và trong lúc này thì giờ anh Tùng hơi khó khăn một chút thôi, nhưng khó khăn không nghĩa là chết, vì anh Tùng không phải chết. Anh Tùng sợ bao nhiêu người đằng sau là những người dân chết, chứ không phải anh Tùng chết. Lương anh Tùng cũng đủ ăn rồi, anh Tùng cũng có tiền, anh Tùng lấy tiền anh Tùng lo chi phí, anh Tùng lo hết á. Thực sự anh Tùng không có ăn, anh Tùng không có xa xỉ như người ta đâu. Anh Tùng tiết kiệm từng đồng tiền để làm gì, để trả cho những người làm, ví dụ như mấy anh em tuyến dưới họ làm thì không đưa tiền thì lấy gì lo cho gia đình. Anh Tùng đành lòng mà phải tiết kiệm, thực sự mà nói anh Tùng tiết kiệm mà nói thương lắm. Nhiều người nói đi ra làm ăn mà làm gì, ai mà làm như đi xe buýt hoặc là ăn cơm nắm, ai mà làm. Nhưng Nhung rất thích làm, vì Nhung nhìn nhiều người đi xe mà xịn nhiều tiền á, Nhung đến với Nhung là chỉ có làm một cái điều gì mà như chấp nhận rồi đi mất, như là không thấy ăn, không thấy có lợi nhuận là bỏ bỏ tất cả lại đi, quay lưng đi mất, vứt một phát đi luôn. Còn anh Tùng á, chấp nhận ăn cơm nắm, đi xe buýt. Em đây là Nhung, anh Tùng chắc không nói chuyện này, nhưng Nhung cũng phải nói, bởi vì một người lãnh đạo, một người sếp, một người anh như Nhung, thực sự anh tiết kiệm, không phải mà anh tiết kiệm vì anh kêu, anh dồn tiền cho anh, không phải, để làm được việc, để cho nhân công mình được có cuộc sống ấm no chút, mình tiết kiệm một chút, thay vì á thuê xe 2-3 triệu, tao đi có 20.000 đến 50.000 là hết hai vòng, mà dư lại được 2 triệu, 1.3 triệu cũng đủ để trả rồi, không phải nợ ai. Anh thấy khó nhiều như vậy, bản thân em cũng làm được, em nói đây em làm không được, anh Tùng làm được. Em học theo anh đây, khó lắm, học cũng được, nhiều khi mình cũng sướng quá, em đi xe cực quá, đi lên xe cũng cực quá, nhưng anh Tùng không chịu sướng, anh Tùng chấp nhận cảnh cực của mình. Nhung ơi, trước khi đi hai em đi vô rẫy, Nhung làm cho anh mấy nắm cơm nha, mình nhớ làm cho anh mấy nắm cơm rồi bỏ ba lô rồi hai em mình đi. Anh cứ nhìn thấy, nếu như một anh thôi, anh làm việc thử với anh Tùng mà như vậy, anh có cảm động. Nhưng mà nhất là ông này là một Việt kiều ở bên Mỹ và cũng có đồng lương một năm hàng trăm ngàn đô la, đúng không ạ? Mà chưa hết, đã nói anh nghe về nước, anh thấy Nhung không có điện thoại màn hình đồ gì đó, anh hy sinh, anh nói là thôi tao xài dũng dũng thì tao cho anh cái điện thoại xinh xinh mà xài, thời đó là nó chính là rất là chuyện rồi đó. Mà thôi mày xài, mày con gái mày xài rồi mày chụp ảnh chụp đồ đẹp rồi chụp cái cây đậu tương đen, mà tao cho mày xài chẳng đâu, mà tao cho mày đi chụp hình cây đậu để lưu lại cái cây đậu. Anh thấy không, ảnh thì xài cái cục gạch, cái tuyết te thôi, cái khi nó chạm nước, cái khi thì rõ, anh gọi, anh nói chuyện với ảnh mà ảnh mờ, ảnh xài điện thoại dởm á,
À. Anh sai, anh cứ gặp ai anh ai cái điện thoại bỏ đây là anh lấy, anh cứ nghĩ thử. Em không biết cách nào để em giúp anh Tùng được. Thật sự em chỉ có biết nhờ trên kênh truyền hình này, em chỉ nhờ được là mọi người xa gần giúp cho anh Tùng là cho thoát được cảnh này và cho anh ra được sữa theo cái ước nguyện của anh. Mà mấy mươi năm nay anh ở bên Mỹ anh quá cực rồi, anh quá cực, anh khao khát về Việt Nam để làm một cái gì đó mà cho được đất nước này. Ok, rồi xin cảm ơn cô Nhung và chúng ta cũng tương lai còn nằm ở phía trước. Tất cả các sự chân thành và có cái nguyên tắc sống đạo đức vì mọi người thì tôi nghĩ là nó sẽ tới đích thôi. Ông Tùng ông có thách với tôi là có nghĩ là ông thành công không? Tôi thì tôi tin là ông thành công, thành ra coi như cái chuyện thách thức của ông là tôi với ông là một đều rồi. Và chúc cho cô Nhung tiếp tục làm việc hỗ trợ anh Tùng, trợ lý Tùng và cho đến khi công ty đạt được cái ước nguyện của mình trong tương lai. Cảm ơn câu chuyện của cô Nhung Nguyễn nhé. Dạ Dạ vâng. em cảm ơn anh Trương ạ. Dạ vâng. Xin Cảm chào ơn cô. Trương. Dạ vâng. Dạ chào nè. Bye Dạ bye. xin chào cô Nhung nhé. Dạ Dạ. dạ bye. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong người.